Xin kính chào toàn thể các bậc phụ huynh. Xin chào các con thân yêu. Tôi rất vui hôm nay lại được đồng hành cùng các bậc phụ huynh, cùng các con thân yêu hướng dẫn các con qua một hoạt động mới, đó là hoạt động kỹ năng khi tham gia đi tàu hỏa. Trước khi vào hoạt động ngày hôm nay thì xin mời tất cả các bậc phụ huynh và các con thân yêu cùng đón xem một đoạn video ba bạn búp bê đi du lịch nhé. Xin mời. Yeah, yeah! Ba chị em tụi mình được đi đến viện bảo tàng rồi. Vui quá, vui quá. Nhưng mà viện bảo tàng xa lắm, phải đi xe buýt tới nhà ga, rồi từ nhà ga đi tàu lửa mới tới viện bảo tàng. Nè nè nè, chị ba ơi, sao xe buýt lâu tới quá vậy? Có khi nào mình tới trễ rồi không? Không có đâu, mình ra còn rất sớm mà. Ê kìa kìa kìa, xe buýt tới kìa, xe buýt tới rồi. Chuẩn bị leo lên thôi. Đi xe buýt tới nhà ga. À, tới nhà ga rồi, đi vô mua vé để đi tàu thôi. Xin chào quý khách, các em muốn đi tới đâu nè? Dạ chị ơi, bán cho em 3 vé tàu đi đến viện bảo tàng tàu lửa ạ. À, nếu đến đó thì mỗi vé là 200.000. Dạ tiền này chị, 600.000. Rồi chị đã nhận đủ 600.000. Vé của các em đây. Yeah yeah, cầm vé và đi ra tàu thôi. Chuẩn bị đi đi đi. Ủa, vé của mình là ở đường ray số 1 hả chị ba? Đúng rồi. Nè nè, trong khi tàu chưa tới á, hai đứa đứng đây đi. Chị ba đi vô toilet xíu nha. Nhớ đó, đừng có đi lung tung. Dạ, em nhớ rồi, em nhớ rồi. Ủa chị Vi Xanh, bạn có muốn đi toilet không? Đi chung với chị ba đi. Thôi thôi, mình đâu có cần đi đâu, hồi nãy mình đi ở nhà rồi. Nè nè nè, mình đi ra phía đường ray mình xem thử không? Từ đó giờ mình chưa thấy đường ray luôn á. Ý, đã ghê, ở dưới này nó có nguyên cái đường ray luôn nè. Nè nè, xuống đây chơi luôn chị Bi Trắng, dưới này rộng lắm. Thôi thôi, chị ba đâu có cho đâu. Chị ba kêu đứng đây đợi mà. Không sao đâu. Nè nè, mình đi lên đường ray y chang như đi cầu luôn đó. Ê, ở dưới này người ta làm rớt nhiều kẹo lắm nè. Để mình tới mình lượm cho. Ủa, kìa kìa, chị Bi Xanh đứng bên kia kìa. Chị Bi Xanh, sao em chạy qua bệnh đó vậy? Chạy ngang qua đường ray là rất nguy hiểm đó. Chị ba, em... Ủa rồi giày em đâu? Sao mang có thằng Chí, còn Chí đâu rồi? Chị đã dặn là không có được băng qua đường ray mà. Chị ba ơi, chắc là Chị Bi Xanh sợ quá. Bây giờ làm sao cho bạn ấy qua đây được đây chị ba? Được rồi, đứng đó đi, chị ba băng qua cho. Trời, rớt cái dép dưới này đúng không? Sao nãy bạn thoát được vậy? À, mình thấy tàu lửa tới mình sợ quá. Mình tuột cái chân ra khỏi chiếc giày rồi mình chạy qua bên kia luôn. Nên cuối cùng chiếc giày bị mắc kẹt lại. Nếu mình không nhanh trí, mình bỏ chiếc giày thì mình đã bị xe tàu lửa đụng rồi. Em xin lỗi chị ba, tại em không nghe lời chị ba. Mấy em nhớ nha, đừng có leo xuống đường ray. Khi các em ở dưới đường ray mà tàu lửa tới, mấy em chạy không kịp lần tàu lửa sẽ đụng mình đó. Và nhất là khi đứng chờ tàu lửa nè, mình chỉ đứng từ vạch vàng trở vô thôi, không có được ra khỏi vạch vàng. Tàu lửa tới rồi kìa, lên thôi. Xin chào quý khách, mời quý khách xuất trình vé tàu ra để cho nhân viên kiểm soát kiểm tra ạ. Dạ, vé tàu của tụi em này chị, ba đứa ba vé. Các em ở cùng một toa à? Ghế 40, 41, 42. Rồi, được rồi, được rồi. Rồi, mời quý khách lên tàu. Dạ, cảm ơn chị. Tụi em muốn tới tham quan bảo tàng. Được rồi, khi tới nhà ga ở chỗ đó chị sẽ thông báo để các em xuống. Dạ, cảm ơn chị. Thức ăn tới đây. Vì tiền vé của các em đã bao gồm một bữa ăn, cho nên các em hãy lựa chọn một phần ăn ở trên cái xe này nha. Wow, đồ ăn nhiều quá, đồ ăn nhiều quá à. Em thích ăn hamburger với lại một ly nước ạ. Rồi, được rồi, một hamburger và ly nước. Còn chị Bi Xanh? Dạ, em thích ăn hot dog và một ly nước. Hot dog và một ly nước. Dạ, còn em thì chị cho em khoai tây chiên đi ạ. Được rồi, chị sẽ làm ngay. Đây, phần ăn của mấy em đây. Chúc quý khách ngon miệng. Ủa, tới ga mới nó dừng lại rồi kìa. Wow, nó dừng lại ngay chỗ con voi luôn. Ý, nhìn con voi to ghê chưa? Wow, con voi kìa. Con voi này còn nhỏ, hai cái ngà của nó còn ngắn.
Ồ, Chibi Xanh, bạn 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 cầm cái rác đó, bạn đứng cửa sổ làm gì vậy? Đừng có nói là bạn định vứt rác ra cửa sổ nha. Rác phải bỏ vô thùng rác chứ, sao lại vứt ra ngoài cửa sổ? Mình tưởng là dục rác ra ngoài cửa sổ xe là được chứ. Không được, khi mình ăn uống xong mình phải bỏ rác vô thùng rác. Ngồi lên xe mà cứ vứt rác ra ngoài cửa sổ như vậy thì cái đường sẽ rất là dơ bẩn và mất vệ sinh lắm. Thôi để chị đi dục rác cho. Ý, tàu chạy rồi kìa. À, tàu chạy nhanh ghê chưa? Đẹp quá, đẹp quá. À, xin chào quý hành khách. Đã gần tới ga của quý khách rồi. Mong quý khách xuất trình vé ra để nhân viên kiểm tra. À, chị xuất vé ơi. Cái vé đó chị ba em giữ rồi. Chị đợi xíu nha, chị ba em đi dục rác rồi sẽ quay lại liền. Được rồi, chị sẽ đợi. Dạ, có chuyện gì vậy chị? À, chị đi kiểm tra vé một lần nữa trước khi tàu cập bến. Mấy em hãy đưa vé lại cho chị kiểm tra một lần nữa đi. Ủa, chị phải kiểm tra vé lần nữa hả chị? Em tưởng không dùng nữa, em dục vô sọt rác luôn rồi. Hả? Các em phải giữ vé chứ. Khi nào tàu cập bến rồi, mấy em xuống khỏi tàu mấy em mới được dục vé. Khi đi trên tàu, các nhân viên soát vé sẽ kiểm tra một lần nữa đó. Nếu kiểm tra mà mấy em không có vé là mấy em phải mua lại. Hả? Tụi em làm gì còn tiền nữa để mà mua? Tới 600.000 lận đó. Chị đừng đừng có đuổi tụi em xuống nha. Đừng bắt tụi em mua lại. Để em quay lại thùng rác em đi kiếm. Ôi, đâu rồi? Đâu rồi? À, đây rồi. Tìm được ba cái vé rồi. À, hú hồn. Nếu không là phải mua vé lại rồi. Có rồi. Có ba cái vé rồi nè chị xuất vé ơi. Em không biết em quăng vô thùng rác á. Em mới lục ra được. Trời, em chui trong thùng rác ra hả? Hàng gì người em lấm lem dơ bẩn rồi kìa. Thôi thôi đi đi theo chị vào trong toilet chị rửa mặt cho. Các bạn ơi, video đến đây là hết rồi. Vừa rồi thì các bậc phụ huynh và các con thân yêu đã được xem một đoạn video clip nói về ba chị em nhà búp bê đi du lịch thăm viện bảo tàng đấy. Và lần đầu tiên được tham gia đi tàu hỏa thì ba chị em nhà búp bê đã xảy ra những điều gì? Sau đây, các bậc phụ huynh có thể đặt những câu hỏi để trẻ có những kỹ năng cơ bản khi đi du lịch cùng bố mẹ bằng tàu hỏa nhé. Khi đi du lịch cùng bố mẹ mua vé xong, trong lúc chờ đợi tàu đến thì chúng mình có được chơi gần đường ray và đi qua đường tàu hoặc chơi dưới đường tàu không nào? À, đáp án là không được đâu các con ạ. À, khi đi du lịch cùng bố mẹ mua vé xong thì chúng mình phải cùng bố mẹ ngồi ở trong nhà ga, hoặc có ghế thì chúng mình hãy ngồi ở ghế để chờ tàu đến, không được chạy nhảy lô đùa gần khu vực đường tàu và chơi đùa dưới đường ray nhé. Như thế sẽ rất là nguy hiểm đến tính mạng đấy. Các con nhớ chưa nào? Câu tiếp theo, các bậc phụ huynh có thể hỏi con như sau. Khi lên tàu thì các con phải ngồi như thế nào nhỉ? À, khi lên tàu rồi thì các con nhớ là phải ngồi vào đúng số ghế của mình và ngồi thật ngay ngắn, không được chạy lô đùa trên tàu cũng như thò đầu, thò tay ra ngoài cửa sổ tàu nhé. Khi nhân viên phát đồ ăn ở trên tàu thì các con ăn xong để giữ cho môi trường luôn sạch sẽ ở trên tàu hỏa thì các con sẽ vứt rác vào đâu nhỉ? Đáp án là khi ăn xong thì vỏ các con sẽ mang ra thùng rác có lắp đậy và chúng mình sẽ bỏ vào thùng rác để cho môi trường luôn sạch sẽ nhé. Và khi được kiểm tra vé để lên tàu ổn định chỗ ngồi thì các con nhớ là phải giữ lại vé của mình, không được vứt vào thùng rác, và đưa cho bố mẹ hoặc anh chị đi cùng giữ. Khi nhân viên đường sắt kiểm tra vé thì cần phải xuất trình nữa đấy. Thông qua giờ học ngày hôm nay thì các bậc phụ huynh đã cung cấp cho các con được những kỹ năng cơ bản nhất khi tham gia đi tàu hỏa cùng với bố mẹ. Và giờ học đến đây là hết rồi. Cô Quý chúc tất cả các bậc phụ huynh cùng các con thân yêu có những chuyến du lịch thật bổ ích và lý thú. Xin chào tạm biệt.